Liên quan đến vụ việc xe ô tô Mercedes gây tai nạn khiến một người tử vong và nhiều phương tiện bốc cháy xảy ra vào ngày 20 tháng 11, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế điều khiển chiếc xe này là bà Vũ Thị Hồng Thái, sinh năm 1972, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sáng ngày 20 tháng 11, bà Vũ Thị Hồng Thái điều khiển xe Mercedes GLC 250, biển kiểm soát 30G00785, đâm hàng loạt phương tiện tại khu vực cầu Hòa Mục, nút giao thông Lê Văn Lương, Nguyễn Ngọc Vũ, khiến các xe bốc cháy và một người tử vong. Bà Thái bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để xử lý về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Ngày hôm qua 21 tháng 11, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nữ nạn nhân đi xe đạp tử vong do bị chiếc xe Mercedes đâm trúng. Nữ nạn nhân này sinh năm 1992, quê quán ở tỉnh Hải Dương.